Hello anh em nha. Hôm nay giới thiệu với anh em Z650, xe 27 anh em ạ. Đây, sau lưng anh em nha. Mới mua được nha anh em. Ok, để mình quay lại quay cho anh em nè. Ok, hàng của anh em đây. Z650, đăng ký xe 27 anh em ạ. Bozin. Không có kêu lỏ như mấy xe bộ đội anh em ạ. Nên là rất êm ái nhá. Cho anh em coi quanh cái xe trước. Vừa mới mua được anh em ạ. Mang ra cái khu đất trống này quay cho anh em luôn. Đó, anh em nhìn thấy không? View đẹp không? Vừa mua nha anh em. Biển số thành phố luôn, ngay chủ nhá. Anh em nào mua thể công chứng trong ngày được anh em ạ. Ok, kiểu dáng của nó xong rồi đó. Thì chi tiết Z650, cái mã lực của nó rơi vào khoảng có 67 nha anh em. 67. Trọng lượng thì cũng khá nặng á. Tầm khoảng 190 kg nha anh em. Con xe nói chung là nó nhỏ nhỏ gọn gọn á. Rất là thích hợp dành cho mấy anh em nào mà thích xe nhỏ nhưng mà phân khối lớn. Đây, thật sự với anh em nha, nó chỉ nhỏ, nó nhỏ hơn cả con Z3 luôn á. Nhỏ lắm, Z3 còn to, con này đầu nhỏ xíu à. Nếu mà max speed nha anh em, ngoài 200 nha anh em. Em lưu ý nha, ngoài 200 km/h đó, hơi bị mạnh luôn, đừng có đùa. Ok, để mình quay chi tiết vài cái chỗ đi. Đây, hơi dơ xíu nha anh em, tại xe chưa rửa. Máy móc này, máy móc thì bao anh em nguyên zin nha, chưa có đụng chạm gì hết. Nó chỉ hơn Ninja 400 chút thôi, nhưng mà giá thì rất rẻ anh em ạ. Ninja 400 mà giờ xe đẹp đẹp nó cũng phải có khoảng trăm hai mấy trăm ba đó anh em ạ. Con này thì mình hiện tại đang bán là 143 triệu. Nói chung là cũng hơn Ninja 400 xíu mà mang trái tim 400, à quên, mang trái tim 650 nha anh em. Anh em lưu ý là 650 nha. Tên của em nó là Z650. Đây, gầm đây, hơi dơ xíu anh em ạ, tại vừa mới đi bẩn đã chưa có rửa. Vô zin nha anh em. Đây, bình xăng đây. Bình xăng này đã bọc tem chùm rồi nha anh em. Bóc ra chắc là đẹp keng luôn. Gương gù bên này bên kia. Tay thắng, tay côn. Đồ chơi. Để mình ngó coi còn cái gì đồ chơi đâu, mà chắc là hết rồi anh em ạ. Hết rồi nha. Cực kỳ đẹp luôn. Em nhìn thấy không? Nếu mà anh em mà đến xem trực tiếp nha thì cảm thấy nó rất là nhỏ nha. Thật sự rất bé luôn, nhưng mà mang trái tim của quỷ dữ anh em ạ. Nhông xin dĩa này, đỏ chót nhìn cũng khá đẹp nha anh em. Vẫn còn xài được. Biển số thành phố luôn nha. Rất tiện cho anh em nào hộ khẩu thành phố về, chỉ việc ký mua bán cái là qua tên liền, rẻ bèo, không bị tốn nhiều phí nha. Cái đồng hồ thì mình thấy nó lai lái giống con Z9 nha. Đấy là mình cảm nhận thôi nha anh em. Còn anh em thì mình không biết, nhưng mà mình thấy đồng hồ giống lai lái giống Z9. Mua xong ra đây view đẹp quá anh em ạ. Mấy bữa nay xe phân khối lớn ở cửa hàng rất nhiều nha, đang phục vụ anh em. Đây, cho anh em nghe máy này. Em du anh em ạ, không chảy nhớt, không ra khói.
anh em ạ. Ok, để mình giới thiệu qua một chút nhá. Rồi kết thúc video thôi anh em ạ. Z650 ABS trước sau. Đó. Mã lực nó rơi vào khoảng 67 nha anh em. Nói chung là max speed ngoài 200 km/h nha anh em. Kiểu dáng rất là nhỏ luôn, nhỏ hơn Z3 rất nhiều. Nếu mà anh em thật sự mà đến coi con xe này nhìn nó rất là nhỏ, nhưng mà không ngờ nó lại 650 đó anh em. Xe đăng ký 2017 nha anh em, đẹp keng. Ô đô thì có mười mấy ngàn thôi, biển số thành phố luôn, bao công chứng cho anh em trong ngày. Hiện tại cửa hàng đang bán là 143 triệu, bao công chứng cho anh em luôn nha. Máy móc nguyên zin, chưa đụng chạm gì hết. Đó, anh em nào mà thích thể lại thì alo cho mình nha, 0974847553. Để chỉ cửa hàng 52 Lê Hồng Phong, Tân Đồng Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nha anh em. Em nào thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh nha. Ok, tạm biệt anh em nha.